cậu ấy sử dụng cái khiên còn giỏi hơn tớ à? Tớ mới chỉ cầm để tránh 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 thế này mà cậu ấy ui ui ai à, ui cậu ấy phê khiên mà nó còn quay trở lại tay của cậu ấy kìa. Chém chém này, lùi lại, tấn công khiên, lùi lại, bơi ở bên này, bơi ở bên này, tấn công này. Ê, mình càng ngày càng thuần thục sử dụng cái khiên này rồi đấy. Ô, Trang ơi, lại đây tớ bảo đây. Bạn nhím đấy à? Cậu cầm cái gì ở trên tay vậy? Lại đây tớ bảo, tớ đang cầm cái khiên, khiên sức mạnh đây của siêu nhân đây. Ui giời ơi, hôm qua trung thu rồi còn gì? Sao hôm nay cậu vẫn còn cầm đèn lồng đi đâu thế? Đèn lồng thì hôm nào mà chả chơi được, cứ gì cứ phải trung thu thì mới được cầm đèn lồng. Các bạn nhỉ? Thôi cậu bỏ cái đèn lồng này xuống đất đi, tớ nhờ một chút chuyện với. Bây giờ nhá, cậu coi như đây là một thanh kiếm đi. Cậu cầm cái này xong là cậu sẽ đánh vào người tớ để xem tớ có đỡ được không. Tớ bây giờ sử dụng cái khiên này thuần thục hết rồi đấy. Được rồi, được rồi. Để cái đèn lồng ra đây này, để thử xem bạn nhím có đỡ được không nhá. Nào, bây giờ cậu đã sẵn sàng rồi. Sẵn sàng rồi. Nào, cậu tấn công đi xem nào. Go. Chưa? Yeah. Bây giờ không cái gì có thể chiến thắng được cái khiên này của tớ luôn. Tớ dùng đỡ này không cái gì có thể đánh được vào tớ luôn. Bây giờ tớ không sợ cái gì hết. Thôi, tớ không giúp cậu nó đâu. Dạ cậu này, tớ về đi chơi đèn lồng tiếp đây. Rõ ràng là cái đèn lồng tớ để ở dưới này cơ mà. Nhím ơi, hey, cậu giấu đèn lồng của tớ ở đâu đúng không? Cái gì cơ? Đèn lồng của cậu à? Đèn lồng của tớ vừa để ở dưới này này. Đúng rồi, vừa cậu vừa để ở đây mà. Chắc chắn là cậu đúng không? Cậu bảo tớ ra giúp đỡ cậu để cậu thử sức cái khiêng. Trong khi tớ giúp đỡ cậu, cậu mới nhờ ai đó ra lấy trộm cái đèn lồng của tớ đúng không? Cậu bị làm sao? Từ nay đến giờ tớ toàn cầm cái khiêng, tớ đỡ không đánh. Mệt ơi là mệt, làm gì còn sức ở đâu nữa. Mà cậu nhìn xung quanh đây, làm gì có ai? Ai? Đâu? Làm gì có? Tớ biết đâu được cái đèn lồng của cậu? Rõ ràng là tớ để ở đây mà. Giờ ra này không thấy đâu cả. Đèn lồng này tớ mượn của em Cam đấy. Bây giờ mà mất thì về em ý giận tớ chết. Đấy có tiếng gì ấy. Này Trang ơi. Hey, what happened? Cái đèn lồng của cậu hình Doraemon mà cái cán nó màu đỏ đỏ không? Đúng rồi. Ủa thế đúng rồi. Lại đây mà xem đây này. Tớ biết ai lấy đèn lồng của cậu rồi. Ui, con gì thế này? Con zombie cậu ơi. Một con zombie đang cầm đèn lồng của tớ cậu ơi. Zombie mà nó cũng thích chơi đèn lồng à? Hóa ra là cái con này nó lấy trộm mà. Bây giờ phải làm thế nào để lấy lại cái đèn lồng ấy bây giờ? Được rồi, vừa nãy cậu giúp tớ rồi. Bây giờ tớ sẽ dùng cái khiên này ra đòi lại đèn lồng cho cậu nha. Here we go. Thế anh bạn zombie này, hội gì đâu thế? Đi chơi trung thu à? Trên tay cầm đèn lồng nhưng mà lại lấy trộm của bạn Trang à? Mau giải bạn Trang đèn lồng đi. Ôi, zombie này còn có được con Trang ơi. Đi về đại chiến đấu với người. Ôi, Trang ơi, con zombie này nó giữ mất khiên của tớ rồi. Đồng bọn của chúng thì sao đi? Cậu có cái khiên khỏe thế mà. Đánh mạnh chúng đi. Thôi, mất kiên rồi. Nhím ơi, cậu chiến đấu nữa à? Cậu chạy đi đâu thế? Chiến đấu gì nữa cậu ơi? Tớ bị rơi mất kiên rồi. Không có khiên thì làm sao mà chiến đấu được nữa được. Mà bây giờ cậu nhìn thấy cái khiên của tớ nó rơi ở đâu không? Khiên của cậu á? Hình như nó rơi ở phía kia kìa. Tớ nhìn thấy nó ánh lên màu đỏ cậu ạ. Đây này Nhím ơi, vừa lúc nãy tớ thấy nó rơi ở khu vực này này. Ở đây nha. Có không nhỉ? Xung quanh đây tùm quá cậu ơi.
vừa rơi đấy. Hả? Cậu ơi, cái gì này? Wow, cái khiêng của cậu chứ còn cái gì nữa. Trông có vẻ không đúng lắm cậu ơi. Ừ. Đây này, khiêng này, xưa anh Hùng đang cầm khiêng này. À, đúng rồi, cái khiêng này của cái anh đội trưởng Mỹ này thì đúng rồi. Thế nhưng mà sao trông nó lạ thế nhỉ? Nó còn ở trong hộp nữa, hay là lúc văng ra nó bị rơi vào cái hộp này? Cậu ơi, có biểu tượng người nhện. Cái này là khiên của người nhện rồi. Còn khiên của tớ là của đội trưởng Mỹ cơ cậu ơi. Ui, nó có phát tiếng kêu như tiếng người nhện ấy. Cậu nhìn này, ở trên những cái chân này, trên cái mặt này, nó còn phát sáng thế này. Thế nhưng mà không phải, cái khiên này nó bé hơn khiên của tớ. Mà đây là khiên của người nhện mà, không phải khiên của tớ không lấy đâu. Liệu nó có ở trên cây không nhỉ? Ồ! Nani? Nhím ơi! Cái gì cơ? Ừ? Cái khiêng của cậu có phải là có cái viền đỏ? Bên trong là viền trắng, mà ở giữa thì lại có một cái ngôi sao không? Đúng rồi, có một ngôi sao ở giữa. Thế thì cậu lại đây mà xem này. Hey, cái bạn nào đang cầm khiêng của cậu ấy? Nhìn trông lạ lắm. Let's go! Cậu tìm thấy rồi à? Là bạn người cây cậu ơi. Người cây này là chuyên chiến đấu với zombie đấy. Cậu nhặt được khiên của tớ à? Ui, tớ cứ đi tìm mãi, cậu cho tớ xin đi. Cái gì cơ? Đây là khiên của cậu à? Có đúng không nhỉ? Khiên này giống hệt khiên của tớ mà. Cậu bỏ ra xem nào, đừng có giấu nữa. Bỏ ra đi. Come on. Ui chàng ơi, cậu lại có cái cầm khiên, chạy đi rồi. Tớ trông cái cậu này khả nghi lắm. Mà vừa mới hỏi thế thôi đã chạy đi rồi. Khả năng cao là cậu này có cái gì đó bất ổn nhỉ bạn. Tớ đoán không sai mà, đây chắc chắn là khiên của tớ rồi. Cậu không chạy được đâu. Đợi đây. Chính lại nhé, các bạn kia. Đứng lại. Trả tớ cái khiên đây. Nhanh lên, không phải của cậu thì đừng có lấy. Được rồi nhá. Không bị chạy đi đâu. Ôi nhím ơi, cậu này còn dùng cái khiêng còn lộn nhào trên không được kìa. Ôi nhím ơi, cái bàn cây này, bạn sử dụng cái khiêng của cậu thuần thục lắm. Bạn lia cái khiêng đi một phát, mà tí nữa, đâm vào đầu của tớ. Có cái lý là, chả biết cậu mới sử dụng cái khiêng còn giỏi hơn tớ à. Tớ mới chỉ cầm để tránh thế này, mà cậu đấy, ui, ai à. Cậu đấy phi khiêng, mà nó còn quay trở lại tay của cậu ấy kìa. Quả này, thì tớ với cả cậu không lấy lại được cái khiêng ấy rồi. Cậu ấy sử dụng cái khiêng như kiểu là một siêu nhân, siêu anh hùng luôn đi. Hay là tớ nghĩ ra rồi, đằng nào cũng không lấy lại được cái khiên này, hay mình nhờ cậu ấy ra chiến đấu với mấy con zombie đi. Cậu ấy có cái khiên mạnh như thế thì chắc là sẽ dễ dàng thôi. Bạn người cây ơi. Hey, you. Bạn người cây ơi, ấy đừng, tớ không phải ra lấy lại đòi lại cái khiên của cậu đâu, mà tớ muốn nhờ cậu giúp đỡ chúng tớ một việc. Rất là quan trọng luôn. Tớ có một chiếc đèn lồng ông sao hình cái bạn Doraemon ấy. Con zombie ở phía trước kia kìa, nó lấy mất cái đèn lồng ấy của tớ rồi. Mà chúng tớ lại tay không thể nào chiến đấu lại được. Đúng rồi, mấy con zombie đấy nó ghê gớm lắm. Bây giờ tớ cho cậu cái khiên đấy rồi thì cậu phải ra cậu giúp đỡ bọn tớ đi, đánh bại mấy con zombie đấy đi. Được luôn á, ok luôn á. Ui, bạn này bạn ấy đi nhanh thật đấy. Thế kìa, zombie ở phía trước kia kìa cây ơi. Con zombie kia vào luôn rồi. Yeah, zombie bị tiêu diệt hết rồi. Tớ nhìn thấy chúng vứt lại đèn lồng của cậu rồi kia. Mau ra lấy đại đi Trang ơi. Đèn lồng của tớ đây rồi. Yahoo. Chúng tung lên thế nào mà lại gác cả vào cái cành cây này. Không bị rách kẹo nào luôn.